chào mừng ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn đã trở lại xem video của em. Và ngày hôm nay xin mời cả nhà mình cùng em đến với Trung tâm Thương mại quận Tân Bình, nơi cung cấp sỉ các loại mặt hàng thời trang và các loại vải. Và bây giờ xin mời cả nhà mình cùng tiến vào bên trong. Đến với chợ Tân Bình, nơi cung cấp các mặt hàng sỉ, chúng ta sẽ nhìn thấy những mặt hàng mà chúng ta muốn kinh doanh và cách lấy sỉ như thế nào. Khu vực trên lầu thì chuyên các mẫu áo khoác, áo lạnh dành cho mùa đông, nhưng hiện tại tình hình thì mùa hè, nên những mặt hàng này có lẽ sẽ bị vắng khách. Chợ chuyên cung cấp giá sỉ, nhưng khi chúng ta cần mua một sản phẩm nào đó thì cũng có thể bán lẻ cho chúng ta, nhưng sẽ bán theo giá thị trường bên ngoài nhé cả nhà. Sẽ có 3 cách lấy sỉ quần áo. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ lấy theo ri, mỗi ri là từ size nhỏ nhất cho đến size lớn nhất. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy theo cái, và mỗi mẫu chúng ta sẽ lấy từ 3 cái trở lên là sẽ có giá sỉ nhé cả nhà. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ lấy theo size, mỗi size chúng ta sẽ lấy từ 3 cái trở lên. Và cách đổi trả những mẫu cũ thì khi chúng ta quay lại lấy những mẫu mới thì cứ 10 mẫu mới thì chúng ta sẽ được đổi một mẫu cũ ạ. Có rất là nhiều mặt hàng để chúng ta chọn để kinh doanh, cũng như là quần áo thời trang nam nữ, túi xách, giày dép, mắt kính và trang sức. Và bây giờ em sẽ đi qua chợ vải quay cho cả nhà mình xem nhé. Đây là cửa hàng vải đấy cả nhà. Có rất là nhiều loại vải cho chúng ta lựa chọn. Nhưng hiện tại là vào mùa hè nắng nóng, em sẽ chọn những chất vải lụa, cũng như là lụa màu, lụa hoa văn, lụa satin, mango và vải đuổi. Những chất liệu này là làm mát cho chúng ta và đặc biệt là không nhăn nhé cả nhà. Và cách lấy vải sỉ thì mỗi mẫu chúng ta sẽ lấy từ 10 mét trở lên là sẽ có giá sỉ nha cả nhà. Và các anh đang cắt vải cho em. Đến cửa hàng vải thì có rất là nhiều cửa hàng vải. Mỗi cửa hàng vải thì có những chất liệu vải khác nhau, nhưng cũng sẽ có cửa hàng chất vải giống nhau. Thì tùy thuộc vào chúng ta lựa chọn cửa hàng nào để lấy vải nha cả nhà. Với kinh nghiệm 22 năm trong ngành thời trang, 10 năm em làm việc cho công ty và 12 năm em làm việc cho cửa hàng của riêng mình. Và em rất vui và hạnh phúc khi được làm những công việc mà mình yêu thích. Có rất là nhiều hoa luôn cả nhà. Những loại hoa này em sẽ lấy về và em lên những chiếc đầm mùa hè cho cả nhà đi dạo phố, hoặc là em lên những chiếc đầm maxi cho cả nhà mình đi biển ạ. Và chị em gần xa có nhu cầu đặt mẫu nào thì cứ liên hệ qua Zalo của em và gửi hình ảnh và số đo, em sẽ may và gửi về tận nhà cho cả nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.